Câu chuyện về những lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường tại các địa phương đã được phản ánh nhiều năm nay trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thế nhưng ngay giữa thủ đô Hà Nội lại có một nơi tồn tại cả trăm lò gạch thủ công quy mô lớn, trái phép và gây bức xúc cho người dân thì lại là chuyện có thể khiến nhiều người bất ngờ. Phóng viên của VTC14 đã có mặt tại khu vực này và ghi lại những hình ảnh có thể coi là đáng ngạc nhiên này. Nằm ngay giữa thôn, vườn chuối của gia đình anh Thu mấy năm nay không cho quả. Cả vườn cây là nguồn thu nhập của gia đình, chết dần vì khói bụi. Cực chẳng đã, anh đành phải chặt bỏ, nhưng chưa biết sẽ thay thế bằng loại cây gì trong điều kiện ô nhiễm như hiện nay. Mọi khi mà đốt thì quanh đây cảm thấy cảm giác nó khó ngửi thế. Còn thì nếu mà đến gần thì là cũng có người mà cây cối này hầu như là trồng cái hoa màu gì nó cũng đẹp như là nó chết. Cuộc sống của gia đình bà Đông thì lại có phần khốn đốn hơn. Ngôi nhà của bà nằm sát một lò gạch úp vung. Ngày nắng hay ngày mưa, cứ hễ lò đỏ lửa là cả gia đình lại phải đưa nhau đi sơ tán. Cũng dưới này chúng tôi là cũng đề nghị bao lần, dân làng đây cũng kêu nhiều rồi, thậm chí lúc móc đất này là đang nói nhiều, nhưng mà cũng ngơ đi hết, không thấy ai đang làm việc thì gà thì cũng chả biết thế nào. Không ngoa nếu nói đây là một vương quốc lò gạch ở thủ đô Hà Nội. Phía bên dưới, cứ cách độ 100 mét là lại có một ống khói chọc lên. Thế nên, chỉ trong một diện tích nhỏ ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, có gần 20 lò phì phò nhà khói. Và nếu tính cả huyện Sóc Sơn thì có tới cả 100 lò gạch như thế này vẫn đang hoạt động. Phần lớn các lò nằm xen kẽ giữa khu dân cư, được xây dựng trên nền các lò gạch thủ công trước đây. Nằm trên diện tích hàng ngàn mét vuông, các lò gạch chủ yếu lấy đất nông nghiệp trên địa bàn làm nguyên liệu. Mỗi lò, sau một lần đốt, có thể cho ra hàng chục vạn gạch. Và điều đáng ngạc nhiên là các lò hoạt động không phép, địa phương biết nhưng khó có thể xử lý. Cái thứ nhất thì nó cũng nó hoạt động thì không phép, nhưng mà về cái điều kiện, vì báo cáo các chị là cái dân thì nó còn nghèo. Cái thứ nhất là về cái thu hút cái lao động vào cái nò ấy, là mỗi cái nò nó thu hút lao động rất là nhiều cái nhân công ở trên cái địa bàn này đấy, là tạo cái công ăn việc làm cho nhân dân, cho nên là các nò để được nhân dân thì thu hút nhiều ngày công lao động và thu hút được nhiều, cho nên là mà các nhân dân thì mỗi một tháng thì cũng người lao động đấy cũng coi như là làm thuê cho họ, thì cũng kiếm một số tiền về để trang trải gia đình. Ở cấp cao hơn, theo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, tất cả lò gạch thủ công trên địa bàn huyện đều không được cấp phép xây dựng, không đảm bảo yêu cầu về môi trường. Tuy nhiên, trả lời cho câu hỏi vì sao cả 100 lò gạch không phép vẫn hoạt động ngang nhiên từ nhiều năm nay, thì chính quyền địa phương lại khẳng định đã làm hết chức trách. Đối với những cái lò này ấy, thì huyện đã tổ chức rà soát và phân loại rất rõ, và qua cái rà soát phân loại đều khẳng định là không đủ điều kiện hoạt động, và huyện đã có văn bản giao các ngành, ủy ban nhân dân các xã là có biện pháp để mà đảm bảo cho cái việc không hoạt động. Văn bản chỉ đạo của huyện thì nhiều lắm và nội dung thống nhất như nhau, lần một lần hai ba tất cả đều như vậy. Huyện và xã đều khẳng định sự chỉ đạo hết sức sát sao của địa phương trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các lò gạch không phép trên địa bàn.
Thế nhưng thực tế là lò gạch thì vẫn cứ ngang nhiên hoạt động, trong khi chờ đợi lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện thực hiện theo đúng cái gọi là quy trình, thì cả trăm lò gạch vẫn tiếp tục xả khói ra môi trường. Đất nông nghiệp vẫn ngày đêm bị đào khoét. Cuộc sống của người dân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thứ khói độc hại không hề được xử lý.